chiều nay quê ngoài đầy mây trắng, dòng nước Tô Giang phẳng lặng buồn, năm tháng phôi pha trên mái tóc, ngoài ngồi giá áo tiền hoàng hôn. Thưa ngoại, cháu mới về. Sao chiều nay bỗng dưng ngoại nhìn cháu không nhai mắt? Ngoại rất mừng khi thấy con nay đã lớn khôn, phảng phất nhiều nét quay dũng của cha cháu ngày xưa. Chiều nay ngoại xin trao lại cho con thanh hương truyền gia hiển hách, hương còn sông mùi khi mách. Và đây chiếc áo dựng quang vinh của người cha anh hùng, chẳng mà nói chi ngang ra đi xây đắp nước non. Con ở đây cận kề bên ngoài, trong túi chiều bóng xế nồng xa, đôn tuổi đổi gạo qua ngày cho nghe trọn tình quê. Nhưng ngoài đâu trên đời con sẽ hao mòn thân danh. Ăn cướp nào dám lộng hành như vậy? À, tướng cướp Mã Đặng Hùng cương nguyệt Lư Sơn, từng phá tan quân tài vớ mạnh, ngàn tướng sĩ yên bang cũng khiếp sợ uy danh. À, tướng cướp nguyệt Lư Sơn, núi rừng bao la là nơi dung thân loạn tặc, chớ đừng bén mảng đến đây mà nghe tan nát thanh danh. Ô, nước cười thay cho đứa trẻ mới thổi nồi, học khi phách anh hùng mà miệng sữa còn hôi. Để hãy nhìn đây thanh gương bao ngày thèm mơ quanh liệt, sẽ xô ngã nguyệt Lư Sơn và nghị quý diệt hư danh. Thành gồm ta không muốn giết đứa trẻ vô danh, ngươi là ai? Hàng Vũ Lan. Hàng Vũ Lan, hãy đỡ. À, Hàng Vũ Lan, cháu không nên giết người. Dù là một tướng cướp hung tàn, con xin vâng lời ngoại dạy. Đi, ngoại ta tha cho đó. Hàng Vũ Lan, ta mến tài và cũng vô cùng thẩm cảm ơn sâu. À, xin được cùng người kết tình huynh đệ. Nhưng Vũ Lan con, trên bước đường sắp tới, con rất cần bằng hữu thâm tình, đừng từ chối. Con xin vâng lời ngoại dạy. Ta Yên Ly cùng với Vũ Lan. Ấy chết, hoàng tử Yên Quốc, quỳ xuống, hãy quỳ xuống đi con, quỳ xuống. Kìa, ngoại, ngoại và Vũ Lan đứng dậy. Ta Yên Ly nguyện cùng Vũ Lan chung rượu hòa hai giọt máu hồng, đất trời chứng tri xin giao kết nghĩa đại bình, đôi dòng mau thâm chung hòa luân lưu quyết quản. Nếu ai thay lòng mà xin phú có đất trời xét soi. Hàng đệ. Dạ. Vậy hiền đệ mau thu xếp cùng ta sang Tề Quốc. Nhưng đệ còn... Sao đâu, chuyến về ta sẽ cùng rước ngoại về Yên Quốc. Vậy huynh đi trước đợi em nhé. Dạ. Vũ Lan con, làm trai phải biết mài gươm trên yên ngựa, nên do câu qua mấy dặm trường đình, dùng gươm thiên xây đắp thân danh. Đừng bệnh rịnh như thường tình nhi nữ. Còn ngoài, em sẽ ở đây thay anh săn sóc lão bà, trong khi anh là cánh chim lìa tổ ấm. Lệ Quyên ơi, xin ghi nhận trong tim nhiều thiện cảm,
Ôi buổi chia tay quê ngoại trong một chiều nắng ấm, mà sao hơi sương đông về vắng lạnh khung trời. Từng phiên đá cỏ hoa quê ngoại đẹp muôn đời, bụi xa cách sao dân dương nhiều lưu luyến, tóc ai buồn buông xõa khóc hoàng hôn. Ngày ra đi xin gửi gắm với lễ quyên, xin thương ngoại chăm nom tuổi đời xê bông. Nói gì đây quê ngoại đẹp vô vàng, trong giây phút bâng khuâng buồn duyên xưa. Thân nam tử tăng bồng làm nợ, mây phiêu linh khuấy động vô dung gương. Đừng luyến lưu làm quỷ mỹ tâm hồn, hãy rứt áo, hãy rứt áo tạo vinh quang trên lưng ngựa. Xin anh cứ ra đi xây sự nghiệp, đừng quên quê cũ nhầm cô dạng, khi muốn có dân chung tình. Hàng liễu xanh tiếng quạnh hôn tóc xóa soi dòng nước yên lành. Tôi xin cảm ơn lễ quyên và thật lòng gửi gắm trông cậy lễ quyên săn sóc ngoại những ngày hiu quạnh. Anh hãy yên lòng ra đi. Nhưng... Nhưng gì hả lễ quyên? Nhưng ngày về anh nhớ tặng cho quyên một món quà kỷ niệm mà nghe. Vâng, tôi sẽ mang về cho lễ quyên một món quà kỷ niệm duy nhất. Nhưng không phải là... Là gì? Là đôi mắt đẹp gian nhân kinh thiện. Không, lễ quyên, lễ quyên. Như Liên, em có biết dọc sông Tô Giang này có nơi nào phong cảnh đẹp hơn nữa không em? Thưa công nương. Em đừng gọi ta bằng công chúa chứ. Thưa công. Ý mà tiểu thơ. Dạ, dạ em quên. Ta là kẻ phá nguyệt lưu sơn tìm ý sống, nghe núi rừng rung chuyển dưới tà quy. Kìa, người là ai? Mã Đăng. Hả? Vì vua miền biên giới yên tề đã từng chôn xác mấy vạn quân thời chiến quốc. Một bước ta đi nắng rơi vàng trên mặt đất, một tiếng ta cười khuấy động cả trăng sao. Mã Đằng tên cướp, bỏ người ta hay tướng tôi. Quá à, lại cũng vô làng xem vào để phá ta. Thì đã sao, ở đại dương đã một lần thất bại. Thần thâm sâu ta nguyện phải rửa cho xong, ta sẵn sàng đợi chờ thác đố ngày báo hận của thương cướp nguyệt lưu sơn. Được rồi, hãy chống mắt mà xem ta đây. Ta chờ. Nghiêng mình xin chân thành bái tha, xin cho tôi biết rõ tánh danh. Tôi hàng Vũ Lan kẻ giang hồ phiêu bạc, chân thành khắc ghi ân đức và cảm nghĩa vô cùng của một đức anh hùng. Nếu không thì cánh ngộ chưa chắc sẽ ra sao. Xin nàng chớ bận tâm, xin bái biệt đăng tình. Tề ngày ban lăng lắc ngàn dặm trường đình, mây tan rồi xin tiếp tục đi quan. Vũ Lan. Phượng Anh, Phượng Anh ơi, xin nàng đừng nói bằng lời trong ánh mắt. Đời ta là cánh chim bạc gió ương ngàn, còn nàng là tiểu thơ quê cát. Vũ Lan, mắt biết đã phai xanh vì ai?
sầu đông trong mắt. Đây về tay đường sông núi ngập ngừng rung gió ngừa. Ngày tháng xa xôi làm cho phòng tiếu còn lạnh đến bao giờ. Ai xui chi gặp gỡ không ngờ, sương gieo nhẹ ngập ngừng chiều tắt nắng, nhưng sao hồn lẻ loi anh triều dương. Xin gửi theo ai một hơi thở yêu thương, theo ngàn gió phiêu du làm mây đang tóc trôi, môi ngập ngừng thốt lên lời mong đợi. Vũ Lan ơi, hồn bản quê rốt đã bén yêu rồi. Phượng Anh, Vũ Lan. Cánh chim gió luồn len trong áo, dấu người đi sao ngập dần. Có lẽ sáng nay họ sẽ vào chầu chú Thượng. Chẳng hay Nguyên Nhung nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Còn nghĩ gì khi cuộc hôn nhân của công chúa Phượng Anh cùng Yên Ly để gây tình hòa hiếu lưỡng quốc tề yên. Chỉ riêng tôi tan nát cả cõi lòng. Đã bao lần tôi lên tiếng cản ngăn mà chú Thượng cũng không nghe. Chắc có lẽ tại chú Thượng đã trót hứa với Yên Dương nên đành phải giữ lời. Chứ xưa nay bao giờ chú Thượng lại chẳng nghe lời Nguyên Nhung. Phải, nhưng ý của quân ở Dương chỉ một lần này thôi cũng đủ làm tim tôi tan nát tới vời. Vì tôi đã yêu Phượng Anh vô cùng tha thiết mà lòng điên hôm nay phải khổ đau. Cô Nguyên Nhung, tôi có một điều bần quân. Cuộc hôn nhân đã kề cận đến bên chân giữa hoàng tử Yên Bang cùng công chúa Phượng Anh, mà công chúa chẳng hay biết gì, chắc có điều gì bí ẩn bên trong. An Võ Hầu muốn nói. Tôi muốn nói lát nữa đây khi vào chầu, Nguyên Nhung hãy mở lời cản ngăn thì công chúa sẽ từ hôn ngay. Vì tôi thấy công nương có nhiều cảm tình với Nguyên Nhung. Có nhiều cảm tình với tôi? Phải. Nhưng chúa Thượng không bằng lòng thì sao? Thì Nguyên Nhung sẽ đặt điều kiện là muốn cưới ở công nương phải tham dự cuộc so vương. Thắng Nguyên Nhung họ sẽ được toại lòng. Còn
bằng thua thì mở công chúa, hãy trở về tìm vợ gái nước yên mà tính việc nghìn hồn. À, ta hiểu rồi, giữa văn võ bá quan vua sẽ khó mà mở miệng chấp hôn. Còn công chúa Phượng Anh chẳng yếu gì một người chồng mà tài nghệ kém ngon. Cảm ơn An Võ Hầu đã giúp tôi ý kiến trong lúc tim tôi bấn loạn. Có chi đâu, miễn sau này làm phò mã Nguyên Nhung đừng quên lão già Tống Hội này thôi à. Triệu Đạt này sẽ không bao giờ quên công của An Võ Hầu. Tốt lắm, tốt lắm, vậy chúng ta hãy nhập đào chầu chúa thượng. Xin vâng. Muôn tâu, hạ thần là hoàng tử Yên Ly cùng các quan Yên Quốc kính chúc quốc vương muôn tuổi. Trẫm miễn lễ hoàng tử và các quan hay bình thân. Tâu chúa thượng, thần hạ và các quan từ Yên Quốc sang đây cầu mong chúa thượng nhớ lời giao ước cũ, chuẩn phê cho kẻ hạ ngu được cùng với công chúa Tề Ban cử hành hôn lễ. Đó là việc trẫm hằng mong đợi, cho tình bản giao giữa hai nước thêm đậm đà, hổ dễ quân dời công chúa vào chầu trước bể. Tuân lệnh. Con kính chúc phụ vương muôn tuổi. Muôn tâu phụ vương, chẳng hay cha gọi con có điều chỉ dạy bảo. Hôm nay cha gọi con đến đây là để cho con biết quyết định của cha về việc hôn nhân của con và hoàng tử Yên Kiều. Muôn tâu phụ vương, xin phụ vương chớ quá vội vàng quyết định việc hôn nhân, vì đây là việc quan trọng cả một đời. Con chớ nhọc trí lao tâm và cũng không nên cãi lệnh cha truyền. Hôn lễ nhất định cử hành cho đúng lời giao ước của cha, vì trước kia có cuộc động binh để chống lại với Bảo Thần. Hai tiểu quốc yên thề liên kết trong tình thông gia, cha cùng với Yên Dương đã hứa với nhau thì nay cha phải giữ lời. Nghĩa là con phải chịu suốt đời chôn người một kiếm hồng nhan. Làm vợ của thái tử Yên Bang kể nghi ra cũng xứng đang lắm rồi, sao bà lại đi buông lời? Quan thang mình là bà khước, hơn nữa vì lời giao ước nên nghi hoàng tử tôi mới đến đây. Chớ nghi nào phải để giang sinh mà bà lên giọng mà cầu cao. Ngươi là ai mà dám xúc phạm đến ta? Tôi là nghĩa đệ của Yên Bang thái tử, tể danh là... Trời! Hàng Vũ Lan! Hả? Tể Bang công chúa là nàng đây sao? Trời ơi! Phụ vương! Phụ vương ơi! Xin phụ vương thấu hiểu lòng con đang nổi trận cuồng phong bão tố. Đừng vội để cho chiếc xe qua rước con đi vào trong đáy mộ của ân tình. Con biết nói ra đây là con phạm tội với triều đình, là xúc phạm đến lời giao ước, là khinh thường mạng lệnh không nói ra là im lặng hy
đồng trắng ta nén lệ sầu mình nén đau sầu. Này rượu sầu môi cay đắng môi sầu không dơi, ai biết dùm tôi ngàn niềm đau trong nụ cười. Ôi thêm đau trời cao xuôi chi xuôi lệ trào tuôn. Lòng mối tình ta thiết sao nàng đành đi đắm vết sầu thương. Ta mơ một sáng ly hương ra đi tìm được tình thương ban đầu ngàn xưa, cho đến ngàn sau thơ buồn chép trọn niềm đau ly tình. Tấu chúa thượng, nhìn sự việc xảy ra nãy giờ, Hạ Thần có một ý nghĩ rất hay, và ý nghĩ này đã khiến cho Hạ Thần vô cùng sung sướng. Ý nghĩ ra sao mà Triệu Nguyên Nhung sung sướng như vậy? Muốn tâu, Hạ Thần nghĩ rằng việc hôn nhân của công chúa thành hay bại đều do trời sắp đặt. Vì vậy nên Hạ Thần muốn đưa ra một cuộc thử thách để biết rõ ý trời. Thử thách? Mà thử thách ra sao chứ? Tâu chúa thượng, nghĩa là ngày mai tại võ trường có cuộc so tài giữa Triệu Nguyên Nhung với những kẻ anh hùng yên bang. Nếu mà Nguyên Nhung thắng thế, Yên Triệu hoàng tử về nước, hôn nhân sẽ không thành giữa hoàng tử với nàng Phượng Anh. Hoàng tử Yên Ly nghĩ sao về việc này? Dạ, thật tình thì tôi không muốn xảy ra điều đáng tiếc, nhưng vì quốc thể yên bang, tôi xin nhận điều kiện ấy. Không, hoàng tử không thể so gươm với Nguyên Nhung của Tài Quốc. Lão hoàng muốn chúng ta chịu nhục sao? Không phải là chúng ta chịu nhục, nhưng lòng mong sao thái tử đừng lao nhọc thân vàng. Có hàng vũ làng nghe sẽ so kim với Triệu Nguyên Nhung, em vì thể thống yên quốc sẵn sàng nhận lãnh trọng trách. Với thành gươm này quyết không để hổ danh hàng vũ làng. Mọi việc đã xong rồi, truyền bái chào. Tâu chúa thượng, đã đến giờ, xin chúa thượng ban lệnh so gươm. Ngự lâm quân đánh lên một hồi chiến lệnh. Hàng Vũ Lan đã thắng. Đó là ý trời muốn cho công chúa con ta được kết duyên cùng Yên Ly thái tử. Phượng Anh, con hãy rót ngự tửu thưởng công hàng tiểu tướng đi con. Tâu dân, đây chung ngự tửu này là để tưởng thưởng cho hàng Vũ Lan đã có công quý diệt ái tâm mê hồn, lầu hạnh phúc cho người ta. Công chúa ơi,
lời đăng cai. Chẳng ít lời chi khi mọi sự đã an bài. Sống ở trên đời đâu ai muốn gặp cánh trái ngang. Đó chẳng qua là định số do trời. Nhận kiếp con người là chấp nhận sự khổ đau. Thôi, tất cả theo ta trở lại hoàng cung để sửa soạn cử hành hôn lễ cho con ta và phò má. Hôn lễ! Tất cả đã đi rồi, chỉ còn lại một mình ta giữa võ trường vắng lặng. Nghe tâm tư triệu nặng nỗi niềm đau. Kìa, hàng tướng quân, mỗi người đều đã hồi cúng, sao tướng quân còn đứng thẫn thơ mơ mộng đó? Tôi lắng nghe tiếng thở dài của mây gió, rít từng hồi qua cuối nẻo tâm. Vũ Lan, chàng muốn nói gì em không hiểu. Phải, tiểu thơ làm sao tiểu thơ hiểu được nỗi lòng đau thương. Xót xa trăm lần chuỗi ngày tha hương, gặp nhau chi cho tha thiết u buồn. Tôi nghe như chết dở cả linh hồn. Ở nơi đây giữa kinh thành hoa lệ, sẽ xóa dịu lòng một cánh chim xanh. Mờ muôn dặm lòng nhớ nhung về nơi quê ngoài. Chiều gió lành sầu cách biệt, nở tan bông còn mái nặng mang. Sầu ly hận chắc tơ tình dở dàng. Cảm ơn tiểu thơ, nhưng thôi, tôi xin từ giá. Hàng Vũ Lan, ơ kìa, lại có cả Mỹ Hà tiểu thơ ở đây nữa. Công chúa trở lại nơi này để chắc nàng định đến đây để săn sóc một đấng anh hùng chiến thắng. Dạ không, tôi đang an ủi một tâm tình sầu tương tư với dĩ vãng đau buồn. Ngắm mùi thương nhớ nặng mang một nỗi ôi tình xa xăm. Sương bên trời cô đơn, ôi tương tư một tấm lòng tha thiết. Vui phúc gì hẹn hò, nhưng nàng đừng kết tơ bằng. Lòng tôi
vì nắng ngoài kia vẫn còn tha thiết như những chiếc lá tàn đông rụng ở ven đường. Chết đi sâu xưa còn đông trong đôi mắt yêu buồn, vì tôi không có đủ uy quyền để mà xây mộng với tình yêu. Vậy từ nay tôi gian công nương, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt thiết tha, và cũng đừng gửi lại hình ảnh ngày qua nghi để tình yêu trong tâm tưởng phai dần. À, hàng Vũ La, ta đôi đáy với nhà ngươi như ruột thịt anh em. Sao nhà ngươi thành tâm phán ta? Còn nàng, nàng cũng vậy, ta yêu nàng hết dạ, sao ai nỡ phụ phàng gây chi điều não lòng. Hàng Vũ Lan sanh lòng phản tắc, xin hoàng tử hạ lệnh chém đầu gã cho rồi. Phải, nó lợi dụng nghĩa kim bằng để phá hoại tình ta, nó phải chết. Hộ vệ quân! Dạ. Khoan, hoàng tử ơi, dầu có cuộc hôn nhân nhưng hoàng tử vẫn là người đến sau một bước. Vì Vũ Lan với công chúa đã gặp gỡ nhau từ trước, và tình yêu thương đã kết hợp cả đôi lòng. Xin hoàng tử xét suy đừng hạ lệnh chém đầu, đừng quá dội nghe lời xiêm nịnh, mà sau này miệng thấy họ mãi mỉa cười chê. Giết em mà cũng giết chàng, vì mê nhan sắc của nàng công nương. Ở đời cũng một tình thương, thương em thương vợ phải thương cho đồng. Tân Mộc, nhà ngươi biết cái gì mà khổ tội du dơ như thế? Bộ ngươi muốn chết cho Vũ Lan cho có bạn lắm phải không? Hả? Phải không? Dạ không. Hoàng tử ơi, ở đời thì ai ai cũng đều một lòng ham sống và sợ chết, nhưng sống thì phải sống sao cho trọn tình gian nghĩa. Đừng vì một phút cuồng tâm, ai vì bông sắc của một giai nhân mà nỡ đành tâm giết đi một kẻ đã cùng nhau uống huyết ăn thề. Đừng nghe đứa nịnh dèm pha, dù là kết nghĩa cũng là anh em. Ở đời đạo nghĩa khó tìm, chớ thường gian hình nó rình chung quanh. Tên kia, người xó xiên mày mía là ám chỉ người nào? Ám chỉ ai tự họ biết, ông hỏi để làm gì? Thôi thôi thôi, đừng cãi nhau, để ta được yên tâm quyết định việc riêng của ta. Hoàng tử, hoàng tử đừng do dự, cứ mau ra lệnh chém đầu hàng Vũ Lan là chức quả về sau. Hoàng tử, hoàng tử ơi, nghĩa đệ huynh như thủ túc, tay cắt tay bao nở, còn ruột bất ruột sao đành? Phải, chính vì nghĩa đệ huynh mà tâm tư ta rạng giờ. Ta muốn giết một đứa em phản bội, nhưng ta chợt nhớ ra giữa hai trái tim còn hòa chung giọt máu vào. Chỉ có chết đi thì tình cảm mới đoạn lìa. Ta muốn cho vũ trụ này tan vỡ như cõi lòng tan vỡ của ta. Hàng Vũ
Vũ Lăng. Nếu người không nghĩ rằng ta với người là thành huynh đệ thì ngươi cũng phải biết ta đến đây dâng lễ vật cầu hôn cho tình ban giao giữa hai nước thêm đậm đà. Không, Hàng Vũ Lăng là người vô tội, chỉ có tôi mới là kẻ đã bôi xóa lời tuyên ước của phụ vương tôi. Phượng Anh công chúa, nếu nàng không nghĩ đến niềm đau của một trái tim rạn vỡ thì nàng cũng nên nghĩ đến danh dự của phụ vương. Vì lời giao ước của hai vị quốc vương nên tôi mới sang đây để dâng sính lễ. Nào ngờ đâu tôi chỉ nhận được một sự thật phụ phàng chua xót, có thể làm rạn nứt tình thâm giao giữa hai dân tộc yên tề. Nhưng thôi, nàng đã chọn lấy một đường đi riêng rẽ thì đâu lẽ nào tôi lại còn nài nỉ gian sinh. Cách nhau muôn dặm trường đình còn hơn giá dối cưỡng tình ép duyên. Không, hoàng huynh đừng nói vậy mà đau lòng em lắm. Hoàng huynh cùng công chúa nên trở lại hoàng cung để hai người cạn chén vào bồi. Chuyện đã qua xem như là ác mộng mà thôi, xin đừng để tội cho thân công chúa ơi. Cánh trai ngang trời cao sắp đặt, hãy tuân theo mạng số an bài và xin mừng anh chị đẹp duyên hài. Định mạng gì lại qua trớ triều, khiến cho yêu rồi lại rẽ chia, tình vỡ tan hàng gắn đến bao giờ. Tôi có mong chi tình ta hâm duyên hờ, tan vỡ rồi mong gì hàng gắn được, thôi đành đau khổ vĩnh biệt nhau. Muôn tâu bệ hạ, công chúa đây rồi. Kìa Phượng Anh con, sắp đến giờ cử hành hôn lễ, sao con lại bỏ đi đâu vậy? Ủa, lại có cả phò mã và hàng tiểu tướng ở đây nữa à? Ừ, coi, mà sao cả ba người đều mặc ủ mày trông hết vậy? Bộ có chuyện gì kỳ lạ mới xảy ra đây có phải không? Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ nên xử tội Vũ Lăng là kẻ cuồng si đấu mặt. Hắn chặn đường công nương toàn vỡ thôi bất lương. Hoàng tử Yên Ly sao ngài không dung nạp thêm vài kẻ hiên ngang anh dũng như Vũ Lăng? Xin ta không chớ dội buông lời, dù không và mỉa mai Yên Quốc chẳng có bao giờ dung túng kẻ vua nịnh hay cuồng ngông. Huống chi tôi với Vũ Lăng đã kết tình huynh đệ, nhưng Vũ Lăng muốn ra đi nên chúng tôi buồn chia ly. Có thật vậy không hàng tướng quân? Rồi phò mã đỉnh thế nào? Dạ muôn tâu, nghĩa đệ con muốn vậy thì con đành phải chiều theo cho nghĩa đệ con được vui. Vậy thì hai con theo cha về cung để cử hành hôn lễ, còn tôn tướng quân ở đó xin lỗi hàng tướng quân rồi về sau nhé. Đi hai con, đi nguyên soái. Tuân lệnh. Vĩnh biệt hàng lang tướng quân. Họ đi hết rồi, giờ đây tôi xin mời tướng quân một ly rượu gọi là tạ lỗi. Phải, phải, tôi phải uống men nồng vào cơ thể để quên đi nỗi khổ cõi trần ai. Vũ Lăng đừng uống. Cha ơi, giữa hoàng cung đang tưng bừng tiệc cưới,
sao cha nỡ đăng tay giết kẻ tình dở dang tan nát đau buồn. Rồi đây trong giây phút lạnh lùng, cha trở lại cuộc đời yên lặng mới e dè ghi sợ cho tội ác lỡ dương ăn. Hàm Vũ Lan đừng sầu chi nữa, Vũ Lan ơi, người ấy quên đi kỷ niệm rồi, còn lại nơi đây dòng lệ nhỏ, tâm tình tha thiết mỹ hà thôi. Dần trăng bát ngát giữa mùa thu, tôi nhìn trăng đơn mà thương nàng cô lẻ. Nhưng tình tôi chết liệm giữa quang sơn, tôi tìm vào những giấc mơ một hình dáng đã tan thành ảo ảnh. Tôi chỉ còn mơ về quê ngoại, dời nắng chiều nhuộm trăng tóc ngoại tôi. Đêm đêm gió lạnh đầy trời, nhìn trong mắt ngoại đầy đớn lệ sầu. Vĩnh biệt Mỹ Hà, vĩnh biệt tất cả. Vũ Lan, Lệ Quyên, Vũ Lan ơi, ngài ấy là
một ngày quan sơ yêu quanh với một cổ quan tài đơn độc dài phương khiên cúi đầu lặng lẽ bước đi và theo sau chỉ có một người tiễn đưa duy nhất là cô gái nghèo đơn bà của quê hương. Em đã tiễn đưa lão bà đến nơi cuối cùng an nghỉ, lòng buồn như nắm mộ quan sơ cô độc ở bên đường. Thế rồi trời ơi, một cái chết thê thảm và một cuộc tiễn đưa lặng lẽ. Ngoại, ngoại ơi, xin ngoại tha tội cho con. Cái chết của lão bà, anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Lễ quyên muốn nói là tại tôi ra đi nên ngoại tôi buồn nhớ. Không, vì quán cừu chồng chất. Vì quán cừu chồng chất. Phải, vì cừu quán đã nảy sinh ở cuối mùa thu trước nên tôi giết lão bà vào một buổi tàn đông lạnh buốt cá khung trời. Kìa, tướng cướp Mã Đằng. Phải, tôi đến đây để quỳ dưới chân người, để tỏ lòng ăn năn hối hận. Tôi xin dân thanh kim đã dây máu lão bà vô tội thác quan. Vậy người hãy nhận thanh kim này cắt lấy đầu tôi cho với nỗi đớn đau thù hận và cho tôi chuộc tội mình đã hành đồng nhuốc nhớ. Nguyệt Lương Sơn, đã hai lần ngươi được ta tha mạng cho ngươi, sao ngươi lại tàn nhẫn giết ngoại ta như vậy hả? Chính Vũ Lan đã hai lần tha chết và cũng đã lưu lại trên cánh tay này một kỷ niệm quá đau thương. Vì vậy cho nên tương cướp Mã Đằng này mừng sôi căm hận đến điên cuồng và quyết tâm báo thù trả nghi quan bằng cách giết lão bà tuổi qua 60. Trời ơi, tôi là một hung thần gieo thảm khốc thì giờ đây dầu cho tôi có quay về kiếp sống hiền lương thì cũng không làm sao xóa sạch những tội lỗi nhuốc nhơ chồng chất cả một đời. Ngươi đã giết ngoại ta thì ta phải lấy đầu ngươi để trả thù tẩy hận. Tiếng chuông, tiếng chuông chiều vắng vắng từ xa xôi như cảnh tình những linh hồn đọa lạc mau giác ngộ quay về quỳ dưới cội bồ đề theo gương đức chí tôn gạt bỏ nợ trần ai những cam dỗ mê say cừu hận tiền tài chức trọng quyền cao. Nhìn cuộc đời dây đã thêm ngào ngán chán trường, nếu ta lấy quan trả thù thù quan sẽ dằn dây nói gương từ bi hỷ xả ta xoa bỏ hận thù. Người hãy đi đi và đừng bao giờ gặp ta nữa. Đi đi.
Anh Tần Mộc. Dạ. Anh ở đó coi chừng nhà, để tôi đi thăm mộ phần của ngoại tôi một chút. Có ai ở trong nhà không? Không có ai hết á. Không có ai sao có tiếng trả lời đó? Tiếng mà xóa đây nè, biết chưa? Ủa trời ơi công chúa. Dạ kính chào công chúa. Tôi đến đây đi tìm lại kỷ niệm và một lão bà. Dạ kỷ niệm thì tôi biết rồi, nhưng kỷ niệm thì đã ra đi viếng thăm mồ mà, còn lão bà thì đã chết rã hết thay thi. Tần Mộc ơi anh đừng khóc nữa mà làm cho lòng tôi thêm đau xót. Công chúa ơi tôi khóc cho vợ tuồng gai cấn đã đến hồi kết cuộc. Sao người ta quên tuốt lúc lại dừng dừng chẳng chịu buông mà. Tôi khóc cho tôi và cho những ai đồng cảnh ngộ bẻ bàng. Tấn tuồng tình ai đang ở hồi thay khiếp, tránh xa rồi vẫn chưa hết ta éo le. Dài tuồng tránh tìm không ra lối thoát, lại gặp thêm hoàn cảnh nay nát ruột bầm gan. Khóc cho những kẻ đòn nghề trường, bao giờ tìm mà được tình thương ban đầu. Anh Tần Mộc, anh khóc cho ai? Anh khóc cho tôi hay anh đang khóc cho những mối tình gian dở? Tôi khóc cho những tình duyên gian dở, khóc lão bà, khóc cả cho thân tôi. Vợ tuồng đã đến đón sao, nhưng không biết đến lúc nào giảng đây. Cuộc đời như một án mây, hộp tan tan hộp rủi mái do trời. Tình tôi thì cũng thiết tha, nhưng rồi đành chịu làm ma không mà tình. Ở đời mà giữ kiên trinh thì mang lấy nghiệp điêu linh vào đời. Dù cho bà khóc hai cười thì ra cũng một kiếp người mà thôi. Kìa Phượng Anh công chúa. Hàng Vũ Lan, em đến tìm anh đây. Vậy thì tôi xin phép rút lui cho phải đạo. Em đến đây để cùng anh vĩnh biệt. Vĩnh biệt? Phải, vì mai này em sẽ lên kiệu hoa về Yên Quốc, và chúng ta vĩnh viễn xa nhau. Vậy tôi xin công nương hãy về đi, đừng để cho hoàng tử đại huynh tôi trong đời. Và con nương cứ tin rằng kỷ niệm buổi đầu tiên là hình anh quá thiêng liêng, sẽ sống mãi ở tâm tư em đềm như một cái bài thơ dầu người ta hết. Và xa rồi muôn vạn dặm, trong sương khói mịt mờ vẫn lưu luyến kẻ mong chờ. Em sẽ nhớ mãi Vũ Lan, dù cho đôi ngã ly tan. Cô hoành cuối phương trời, nghe tan tác khuyên công nương bớt đi phiền muộn và quên những ngày xa xưa. Vũ Lan ơi, làm sao lòng em có thể vơi bớt niềm ưu tư sầu khổ?
vì ngày mai này em sẽ ra đi. Và cứ đi xa mãi tận cuối phương trời, nhưng trong tim còn dấu một bóng hình. Có lẽ đến chết đi cũng không bao giờ quên được. Xin đừng cho tôi đắc tội với nghĩa huynh. Hoàng tử Yên Ly đã yêu công nương thành thật, nàng cũng nên đáp lại tình người. Cho tôi yên vui dù xa cách phương trời. Vũ Lan ơi, đôi ta nào có tội gì đâu. Tội phản bội anh, tội khinh thường đạo lý, tội làm cho vỡ tan tình giao hảo giữa hai nước Yên Tề. Thôi công nương hãy về đi và xin vĩnh biệt. Khoan, hiền đệ ơi, xin giao trả lại mối tình đầu ta tiếc. Vậy em cùng Phượng Anh hãy nắm tay nhau mà nối lại mối tơ. Niềm đau khổ của em mình nay anh hiểu tận tường sự thật, thì chính anh là kẻ đoạn tình em. Anh không muốn làm kẻ ăn nhàn thừa trên sự xót xa của kẻ đã hy sinh. Vậy em nên cùng với Phượng Anh hãy dìu với nhau mà đi cho suốt đoạn đường. Hoàng tử, Phượng Anh với Hàm Vũ Lan đã thề nguyện son sắt, nay dù có ép lòng cất bước du quy, thì tình kia còn lưu diễu đến thiên thu. Vui gì đâu một cuộc hôn nhân không tình không cảm. Công chúa, ta đã hiểu tận tường sự thật, ta biết nàng yêu Vũ Lan bằng một tấm chân tình, thì lòng giả nặng phân rẽ quy. Ta không ham cận kề một người vợ mà trong lòng còn giấu kỹ một hình bóng xa xôi. Không gian tuy có chia phôi mà thời gian không đủ sức làm cho phai nhạt. Vũ Lan, em không phải là người phụ bạc, thì bóng hình em vẫn sống mãi với Phượng Anh. Anh mong làm chủ một linh hồn, chứ không muốn ấp yêu một thể xác. Và nay anh nhận nhiều điều chua xót hơn, ngày sau càng đau khổ nhiều hơn. Công chúa và nghĩa đệ hãy theo ta về triều, để ta tâu với hoàng thượng, xin hoàng thượng tứ hôn. Ta đã tứ hôn rồi và không thay đổi nữa. Còn hàng Vũ Lan, ta xem nó là người có tội phá rối cuộc hôn nhân, thì không thể thứ dung, phải kêu theo luật nước gia hình. Kẻ có tội chính là con đây chứ không phải hàng Vũ Lan. Con đã yêu chàng trong một lần du ngoạn gặp gỡ nhau giữa đường, trước khi tay tử Yên Triều đến đi nhắc lời giao ước hôn. Khải Tấu Quận Vương, chính con có tội vì đã vô tâm phá rối cuộc tình duyên. Hàng Vũ Lan đã cùng với Phượng Anh gặp gỡ nhau xây đắp mộng ngày xanh. Vì không rõ chuyện con xen vào phá hoại, họ tính hy sinh khổ đau cam chịu để hôn nhân được thành tựu. Nếu vậy thì trẫm đây cũng có tội làm cho gian dở mối tình đầu của con trẻ. Vậy hôm nay trẫm vui lòng tuyên hứa cho Phượng Anh và Vũ Lan đôi lứa được cùng nhau nên nghĩa châu trần. Xưa nay có biết bao cuộc tình duyên tan vỡ vì chức kỳ bạc vàng. Trẫm không muốn dùng uy quyền bạo lực để làm tan vỡ mối duyên tình xinh đẹp vô. Hoàng tử Yên Ly cũng nên hiểu dùm ý trẫm giữ sao cho
hòa khí vẹn nguyên. Chứ đừng vì lỡ cuộc nợ duyên làm cho đức đang tình cảm thiên liên giữa hai đứa yên bề. Xin bệ hạ yên tâm, Hàng Vũ Lan là nghĩa đệ của hạ thần, thì cũng là một dương thân uyên quốc, tình giao hảo với Yên Tề hai nước còn đẹp đẽ hơn từ trước đến giờ. Ô, như vậy thì quý hoa biết chừng nào. Phi Tần hãy hát vang lên để mừng cảnh thanh bình và mừng cho hôn lễ giữa Hàng Vũ Lan và Phượng Anh công chúa.